một trong những thương hiệu sản xuất ra những chiếc áo phông tuyệt đẹp mà đã gắn bó với chúng ta từ rất lâu đó chính là thương hiệu Lacoste. Với những ai yêu thích hãng thời trang Lacoste chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua những chiếc áo phông nam nữ Lacoste chất lượng đi cùng thời gian quá trình phát triển và khẳng định thương hiệu Lacoste cùng với nhiều thương hiệu trên thế giới thì ngày nay Lacoste tự hào và biểu tượng chú cá sấu nhỏ này đã được cả thế giới biết đến. Áo cá sấu Lacoste nam chính hãng nội địa nhật thiết kế đơn giản theo kiểu truyền thống nhưng đặc sắc và tinh tế trên từng đường chỉ may. Relax Fit Kimono Slip Polo Shirt áo ngắn tay, mã SPPF 6181L, chất liệu 100% cotton co giãn 4 chiều cực kỳ thoáng mát, thấm hút mồ hôi, hoàn toàn khác biệt so với hàng nhái trên thị trường. Đặc biệt áo không nhau, không phai màu khi giặt máy. Nền vải chất có độ dày vừa, không quá dày cũng không mỏng vải áo cao cấp rất mềm mịn, càng giặt càng mềm, đường chỉ may tỉ mỉ, không có chỉ thừa hay chỉ dư trên áo, đẹp, chất lượng, dễ mặc lại đến từ thương hiệu nổi tiếng, áo thun cá sấu đang được làm giả ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Do đó, việc phân biệt áo thun cá sấu chính hãng cũng không phải là điều đơn giản. Để làm được điều này, bạn cần chú ý một số vấn đề sau áo thun tay dài cổ thuyền, mã SPTF319EL. Biểu tượng cá sấu trên áo thun Lacoste thật luôn có đầy đủ các bộ phận, kể cả những chi tiết nhỏ nhất như răng, móng và vảy. Đối với áo dành cho nữ, biểu tượng cá sấu sẽ được in trực tiếp trên áo. Đối với áo dành cho nam, biểu tượng cá sấu sẽ được thêu lên một miếng vải trước khi gắn lên áo polo. Nếu là hàng thật, bạn sẽ thấy viền ngoài con cá sấu vô cùng sắc nét nhưng không hề thấy phần chỉ nổi của miếng vải thêu. Cúc áo cá sấu thường có màu đục như màu xà cừ. Các sản phẩm mới ra mắt sử dụng cúc được làm bằng nhựa. Tuy nhiên, đây là loại nhựa cao cấp chứ không phải là loại rẻ tiền thường thấy. Nhãn áo Lacoste có màu trắng với biểu tượng cá sấu ở trên. Hàng chữ Lacoste in hoa toàn bộ ở dưới. Ngoài ra nếu là hàng thật, chiếc áo cá sấu của bạn cũng có chất lượng vải tốt, mềm mại với những đường chỉ may đều và tinh xảo, áo thun polo màu tràm thường vừa vặn tay ngắn, mã SPPF126IL. Logo con cá sấu được in nổi trên ngực, các chi tiết từ răng, móng rất rõ ràng sắc nét, lật đằng sau logo là hàng thật thì bạn sẽ rất khó có thể nhìn thấy phần chỉ màu trắng gắn miếng vải theo cá sấu với chiếc áo. Đây là loại hàng Lacoste cao cấp nhất, tem áo Lacoste thật rất đầy đủ và chi tiết chất vải cotton gai dày nhưng nhẹ, mặc rất thoải mái, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn shop Nhật Việt chuyên hàng gia dụng nội địa Nhật Bản giá tốt bảo hiểm 100%, để đặt mua được cho mình chiếc áo cá sấu nam Lacoste chuẩn đẹp chính hãng, không ít cánh mày dâu đau đầu nhức óc khi không biết nên mua ở đâu, trong khi tình trạng hàng giả hiện đang là vấn nạn nổi trội tràn lan ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi cũng như lòng tin của người tiêu dùng khi mua sắm. Shop Nhật Việt sẽ là địa chỉ đáng tin cậy và uy tín order đặt mua hộ cung cấp cho bạn các mẫu áo cá sấu Lacoste cho nam hàng chuẩn chính hãng nội địa Nhật chất lượng nhất, giá cả tốt nhất. Một số mẫu áo nam nữ Lacoste, đồng hồ sọc biểu tượng áo sơ mi polo mã SPPF7252L Lacoste L, ve huy hiệu kim loại áo thun polo vừa vặn mã SPPS9164L Lacoste L. Ve huy hiệu kim loại áo thun polo vừa vặn mã SPPS9164L, Lacoste L. Ve huy hiệu kim loại áo thun polo vừa vặn mã SPPS9164L, áo thun polo in hình lớn, mã SPPF2722L, Relax Fit Kimono Slip Polo Shirt áo ngắn tay, mã SPPF6181L. Với những người ưa thích thế thao, thì những chiếc áo thun nam polo Lacoste Sport sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, với khả năng thấm mồ hôi tốt, không xù lông chảy xệ người mặc sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn bao giờ hết